Về nguyên tắc vận hành, sàn giao dịch thịt heo sẽ triển khai song song giữa Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam và đơn vị độc lập. Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, vận hành hệ thống giao dịch. Còn đơn vị độc lập sẽ chịu trách nhiệm truy xuất nguồn gốc, kiểm soát số lượng hàng hóa, bảo quản, logistics. Điểm khác biệt lớn nhất giữa sàn giao dịch heo với các cái phương thức kinh doanh truyền thống đó là ở cái mô hình tổ chức, cách thức vận hành và đặc biệt là cái hệ thống công nghệ đang áp dụng vào giao dịch. Chúng tôi sẽ chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thì chúng tôi sẽ thực hiện triển khai theo giai đoạn các lệnh đấu giá song phương. Các lệnh được chào mua, chào bán lên trên hệ thống và được khớp lệnh. Sau khi khớp lệnh thì sẽ được giao nhận cũng như là thực hiện đúng các cái quy trình giao nhận theo quy định của sàn giao dịch. Để đáp ứng được nguyên tắc vận hành này, đại diện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá thành phố có đầy đủ cơ sở để thực hiện, từ quy mô thị trường đủ lớn đến các giải pháp đảm bảo. Với cái quy mô tiêu thụ cỡ 10.000 con một ngày thì có thể là đáp ứng được cái quy mô để mà giao dịch thông qua sàn. Chúng ta có rất là nhiều các cái điều kiện thuận lợi. Chúng ta có cái chương trình truy xuất nguồn gốc, chúng ta có kế hoạch là quy hoạch và đang triển khai cái việc là xây dựng các cái cơ sở giết mổ công nghiệp hướng tới các cái hoạt động giao dịch thông qua các cái sàn là một cái xu hướng mà hoàn toàn là phù hợp với các cái định hướng của chúng ta hiện nay. Sau thỏa thuận hợp tác này, các bên tham gia sẽ xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch và trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, hướng tới mục tiêu kết nối người chăn nuôi, thương nhân, người tiêu dùng và cơ quan quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đưa thịt heo chất lượng đến người tiêu dùng với giá hợp lý.